Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá thành công một tụ điểm cung cấp ma túy trong lô cao su, bắt giữ hai đối tượng Ma Kiên Cường, 26 tuổi và Nguyễn Tuấn Hải, 46 tuổi, cùng ngụ ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, để điều tra về tội tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài hai đối tượng trên, lực lượng chức năng còn bắt giữ thêm 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan. Trước đó, Cường và Hải bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy tại một khu vườn cao su xen lẫn vườn điều xa khu dân cư thuộc địa bàn thôn 4, xã Thống Nhất. Tang vật lực lượng công an thu giữ được là 12 gói giấy, bên trong có chứa chất màu trắng có trọng lượng là 1,4857g. Các đối tượng khai nhận là heroin, một điện thoại di động, một xe máy cùng số tiền là 3,550 triệu đồng. Trong quá trình triệt phá tụ điểm ma túy này, lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan. Công an huyện Bù Đăng đã lập hồ sơ bàn giao cho công an các xã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã theo quy định 111/CB của chính phủ. Hiện vụ việc đang được công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ.